Hello sở đấy các bạn ơi, hôm nay mình sẽ vào bếp để làm món bánh sữa chua. Món bánh này một thời đã rất là hot và được rất nhiều các bạn yêu thích. Sau đây chúng mình cùng làm nhé. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có mấy lát bánh mì sandwich nhé các bạn nhé, bánh mì vuông, 3 hộp sữa chua, 1 túi sữa tươi, 2 hộp sữa đặc, 1 thìa bột bắp và 1 thìa bột năng các bạn ạ. Các bạn thường làm bánh này có sốt mayonnaise, nhưng mà nhà tớ sẽ không làm sốt mayonnaise bởi vì là vì khẩu vị nhà mình không thích ăn. Do vậy mà mình đã thay thế bằng bột năng nhé các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho bột năng vào này, bột bắp vào, mình cho sữa, mình cho một chút sữa tươi vào các bạn ạ. Các bạn cứ từ từ đấy nha, không là nó lõng hay nó đặc thì mình sẽ cho sau. Mình sẽ quấy tan hai bột này lên. Bây giờ mình sẽ cho cả 3 hộp sữa chua này cùng vào một lúc. Giờ mình sẽ cho sữa đặc vào luôn. Mình nghĩ là đủ độ rồi, bây giờ mình sẽ cho lên bếp để quấy cho nó ấm ấm lên nha. Các bạn lưu ý bật nhỏ lửa nha các bạn nha. Bật lửa bình thường các bạn ạ. Bây chúng ta sẽ quấy lên. Nồi sữa chua này của chúng ta khi nào nó lăn tăn bốc hơi lên là được các bạn ạ, không cần phải để sôi nha. Các bạn khi quấy, quấy nhẹ tay, không nên quấy mạnh quá. Các bạn ơi, nồi sữa chua của chúng ta đã được rồi. Các bạn quấy cho nó đặc đặc như này nhá. Đừng cho đặc quá mà cũng đừng cho lặng quá. Các bạn quấy đặc đặc kiểu sệt sệt như này này các bạn ạ. Đây. Nó chảy thành dòng này là được. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để nguội. Các bạn ơi, trong khi đợi sữa chua nguội thì chúng ta sẽ làm bánh mì nhé. Các bạn hãy bỏ hết phần vỏ của bánh mì đi, chúng ta chỉ lấy phần bên trong thôi. Các bạn ơi, như vậy là mình đã bỏ vỏ xong những chiếc bánh mì này rồi. Bây giờ mình sẽ cán dẹt ra từng cái một nha. Các bạn có thể lấy cái cán của cán bột. Mình không có cán bột thì mình sẽ lấy một cái cốc này để mình cán. Các bạn cứ cán dẹt thế này nha. Các bạn ơi, sau khi mà mình đã cán dẹt xong được những chiếc bánh mì này rồi thì bây giờ mình sẽ gấp mép lại. Các bạn cần một cái bát sữa tươi như này nhá. Mình sẽ gấp mép từng cái một. Các bạn hãy lấy một cái thìa này. Các bạn lấy cái dĩa hoặc cái thìa cũng được. Các bạn ép vào đây để cho nó tạo độ dính. Các bạn cho sữa vào cái rìa rìa của bánh mì nhá. Đừng cho vào giữa các bạn ạ. Và các bạn để hở một đầu để lát nữa chúng ta sẽ cho sữa chua vào đây. Sau khi mà cho sữa chua dính lên 3 mét như này thì các bạn gập đôi cái bánh lại. Các bạn lấy cái dĩa này, ấn dẹt xuống. Các bạn để hở một đầu như này nhá.
Vậy là xong một cái bánh mì rồi các bạn ạ. Chúng ta làm tương tự như vậy với những cái chiếc bánh tiếp theo nhé. Rất đơn giản. Các bạn ơi, vậy là mình đã làm xong vỏ bánh rồi các bạn ạ. Rất đều và đẹp và cũng rất dễ làm. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần nhân bánh nha. Đây là phần nhân bánh đã nguội rồi các bạn ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một túi bát kem nha. Đây. Sau đó chúng ta sẽ cho nhân bánh vào túi bát kem này. Các bạn ơi, sau khi cho nhân bánh vào túi bát kem thì các bạn có thể cho vào luôn bánh mì, hoặc là chúng ta sẽ để túi bát kem này vào tủ lạnh trong vòng 1 tiếng nha. Thì khi nào mình sẽ cho vào bánh mì ăn sẽ ngon hơn các bạn ạ. Vì mùa hè mà, tôi nghĩ là chúng ta nên cho vào tủ lạnh trước đã. Các bạn ơi, để làm lạnh sữa túi sữa chua này rất là đơn giản. Nếu như các bạn nào có tủ lạnh thì chúng ta sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh thì đơn giản rồi. Còn nếu mà nhà các bạn nào mà không có tủ lạnh thì các bạn sẽ mua một túi đá về, xong rồi để trường thế này các bạn ạ. Khi nào đá tan hết là chúng ta có thể dùng được rồi. Chúng ta sẽ đợi nha. Vậy là sau khi khoảng gần 30 phút thì cái sữa chua của chúng ta đã nguội rồi và khá là mát các bạn ạ. Sờ vào rất là thích tay. Bên mình sẽ cho ra nha. Các bạn ơi, các bạn sẽ cắt một chút ở cái chóp này nhá. Để mình sẽ bơm sữa chua vào bánh. Đây. Các bạn bóp này. Đây các bạn. Rất là dễ. Các bạn cứ bóp mạnh tay nhá. Nhồi xuống. Các bạn lưu ý để hở một ít mép bên này nhá, để lát chúng ta sẽ miết vào bánh. Bây giờ sẽ để miếng bánh tiếp theo. Các bạn làm lượt như vậy cho đến hết bánh nha. Các bạn ơi, như vậy là mình đã cho hết nhân sữa chua vào trong những chiếc bánh này rồi. Bây giờ mình sẽ miết từng cái một để cho nó kín mép nha. Đây. Các bạn chỉ việc gập cái này lại thôi. Xong rồi ép dĩa xuống. Vậy là xong một chiếc bánh sữa chua rồi các bạn ạ. Mình sẽ để ở đây. Các bạn làm tương tự như vậy cho đến khi hết đĩa bánh nha. Mình cho hơi nhiều quá nên nó lòi một chút ra. Nhưng cũng không sao. Đây. Bạn ơi, như vậy là đĩa bánh sữa chua của chúng ta đã hoàn thành rồi. Trông rất là đẹp và ngon các bạn ạ. Rất là mùi thơm. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thưởng thức ngay những chiếc bánh sữa chua này nha. Xin mời các bạn nha. Rất là ngon các bạn ạ.
ngủ của bánh mì kết hợp với cả sữa chua đặc đặc sánh sánh. Các bạn ơi, các bạn có thể hoàn toàn tự làm cho gia đình mình những chiếc bánh sữa chua thơm ngon như này nhé. Các bạn hãy ủng hộ mình cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.